ung um thư phổi là một trong những bệnh lý ác tính có số lượng người mắc và tỷ lệ tử vong hàng đầu trong các bệnh ung um thư thường gặp ở cả nam và nữ giới. Theo số liệu thống kê, ung um thư phổi đứng thứ hai về tỷ lệ mắc mới và là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trong số các bệnh ung um thư trên toàn thế giới. Anh TN, 42 tuổi, Vĩnh Phúc chia sẻ, anh có triệu chứng ho húng hắng kéo dài vài năm nay nhưng không đi khám. Khi ho nhiều, anh N mua thuốc giảm ho về uống. Chỉ đến khi có triệu chứng ho nhiều, đau tức ngực, anh N mới đi khám và nhận được kết quả mắc ung um thư phổi. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Đình Phúc, khoa ung thư tổng hợp Viện ung thư bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ung thư phổi thường không có triệu chứng cho đến khi bệnh tiến triển hoặc di căn xa, lúc này việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Số liệu thống kê về ung thư phổi cho thấy 56% bệnh nhân ung thư phổi trên thế giới được chẩn đoán giai đoạn 4 khi bệnh đã di căn. Tại Việt Nam năm 2020, tỷ lệ mắc ung thư phổi xếp thứ hai với 26.262 ca mắc mới chiếm 14,4% và có 23.797 ca tử vong vì căn bệnh này. Tỷ lệ sống 5 năm sau chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối ước tính chỉ 6,3%, những người có các yếu tố nguy cơ mắc ung thư phổi dưới đây nên tầm soát ung thư phổi hàng năm. Tuổi từ 55 đến 77 tuổi, hút thuốc lá trên 30 bao một năm, đang hút thuốc hoặc đã cai thuốc trong vòng 15 năm trở lại đây, tuổi trên 50 tuổi, hút thuốc lá trên 23 bao một năm, có các yếu tố nguy cơ khác, người hút thuốc lá thụ động như người ngửi khói thuốc từ người khác trong thời gian dài, người làm việc trong các môi trường chứa các chất độc hại, asen, amiang, niken, silica, phơi nhiễm với radon người có tiền sử gia đình trong nhà có người mắc ung thư phổi người có tiền sử mắc các bệnh lý phổi mãn tính bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính copd sơ phổi người có tiền sử mắc ung thư khác u lympho ung thư bảng quang đầu cổ nên tầm soát ung thư phổi theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam, mọi người nên tầm soát sớm bệnh ung thư phổi cho đối tượng có nguy cơ cao lớn tuổi, tiền sử hút thuốc hơn 30 bao một năm, bằng cách chụp cắt các lớp điện toán xoắn ốc để phát hiện sớm các tổn thương nhỏ ở phổi các triệu chứng của ung thư phổi thường rất mờ nhạt do vậy khi bệnh nhân có triệu chứng bệnh thường đã ở giai đoạn muộn để phát hiện ung thư phổi sớm cách tốt nhất là tầm soát ở những nhóm người có nguy cơ cao